là một bậc thầy trong việc chế tạo đồng hồ phức tạp, hãng Audemars Piguet đã có một đóng góp rất quan trọng trong sự phát triển của các cỗ máy Jubilon đeo tay. Họ đã tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay tự động có gắn Jubilon thương mại đầu tiên trên thế giới. Trong những năm đầu thế kỷ 21, đồng hồ Jubilon đã trở nên vô cùng phổ biến và nó đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho các nhà sản xuất đồng hồ. Việc tạo ra một cỗ Jubilon dường như đã trở thành một luật bất thành văn cho bất cứ nhãn hiệu nào muốn có được cái danh Hôtellerie, tức là kỹ nghệ chế tác đồng hồ cấp cao. Nhưng ít ai biết rằng, từ trước đó, nhà sản xuất đồng hồ lừng danh AP đã đạt được những thành tựu tuyệt vời với chiếc đồng hồ Jubilon tự động đeo tay đầu tiên. Ngược dòng lịch sử, chiếc đồng hồ đeo tay có gắn Jubilon đầu tiên đã có từ những năm 30 của thế kỷ trước. Nhà sản xuất đồng hồ Lip của nước Pháp được coi là đơn vị đầu tiên tạo ra nó. Tuy nhiên, cũng chỉ dừng lại ở nguyên mẫu chứ không bán ra thị trường. Sau đó, hãng thứ hai là Omega đã sản xuất một số ít máy đeo tay có gắn Jubilon, nhưng cũng chỉ dành riêng cho các cuộc thi chính xác tại các trạm quan sát thiên văn. Mãi tới thập niên 80, các nhà sản xuất đồng hồ khác mới thực sự quan tâm tới cơ chế Jubilon. Nhiều trong số đó là các nhà chế tạo độc lập, ví dụ như Frank Miller. Ông tuyên bố đã tạo ra một chiếc đồng hồ Jubilon đeo tay vào năm 1984, hay như nghệ nhân Daniel Ross. Khi còn làm việc cho Bugatti và Lemania, ông cũng tạo ra một cỗ máy tương tự cho công ty này. Hãng Audemars Piguet đã ra mắt chiếc đồng hồ Jubilon tự động Can 2870 vào năm 1986. Không chỉ là Jubilon tự động đầu tiên, mà nó còn là Jubilon nhẹ nhất từ trước tới nay với chỉ 0,125g, nhờ vào lồng được làm từ titan nhỏ xíu. Tại thời điểm ra mắt, nó là đồng hồ tự động nhỏ nhất, chỉ dài đúng 4,8mm tính cả vỏ. Dòng sản phẩm này có một vài kiểu thiết kế. Thường thấy nhất là dáng hình chữ nhật, bo tròn 4 góc, mặt số hình tia mặt trời. Phần núm chỉnh giờ được chuyển ra phần nắp đáy phía sau để làm giảm độ dày. Phần máy đã được tích hợp ngay vào phần vỏ máy phía sau, một cách làm đã có từ những năm thập niên 70. Kết hợp cả hai điều trên đã cho phép làm giảm đáng kể chiều dày. Chính vì thế mà cách làm này cũng được áp dụng cho những chiếc đồng hồ siêu mỏng gần đây như Swatchkin và Piaget Antiplano 900P. Trong chiếc AP Jubilon, phần vỏ sau đóng vai trò là tấm bảng mạch cho cỗ máy, với bộ bánh răng và bánh lắc lên cót lắp ngay trên vỏ. Điều đáng chú ý là cây cầu của máy được làm từ vàng nguyên khối. Phần bánh lắc lên cót được làm từ hợp kim nặng Iridium Platinum. Dạng bánh lắc này có tên là Hammer Automatic, có nghĩa là búa tự động. Nó thường được thấy trên những chiếc đồng hồ tự động thời kỳ đầu. Mặc dù nó không quá hiệu quả, nhưng nó rất nhỏ gọn, điển hình như trên chiếc đồng hồ trong ảnh. Mặc dù có thiết kế độc đáo và mỏng, nhưng việc sản xuất hàng loạt đối với mẫu đầu tiên rất khó, chi phí khá đắt đỏ. Mẫu nối tiếp sở hữu có máy 2875, nó dày và rộng hơn, lớn hơn khoảng 30% so với nguyên bản. Nó vẫn giữ nguyên búa lên cót Hammer và núm chỉnh giờ ẩn phía sau. Chiếc đồng hồ mới được bổ sung thêm tính năng báo cót và lịch ngày. Caliber 2875 đã được tìm thấy trong một vài mẫu, bao gồm cả Roger Watt. Hiện nay, cỗ Jubilon cũ đã được thay thế bởi Jubilon mới, tạo ra bởi Renault et Papy, một công ty chuyên về complication, được AP mua lại vào năm 1992. Thiết kế lồng Jubilon Renault et Papy được lấy cảm hứng từ thiết kế cũ đến từ Vallée des Joux. Nó là loại thiết kế lồng Jubilon dễ nhận biết nhất từng được tạo ra. Jubilon 3 chấu Renault et Papy được nhiều hãng áp dụng như Cartier, Richard Mille, v.v. Với đồng hồ của hãng AP, Jubilon thường có thiết kế cây cầu hình chữ V ngược, có phần góc cạnh, ví dụ như trong mẫu Roger Watt Concept Quad Watch. Đồng hồ Jubilon đầu tiên của hãng AP ra đời trong thời điểm khởi đầu cho sự phục hưng của đồng hồ cơ khí. Có thể nó còn có chút gì đó chưa gây ấn tượng thật sự cho bạn, nhưng kỹ năng bên trong của nó thật sự vô cùng tầm cỡ. Là sản phẩm đồng hồ đeo tay đầu tiên có gắn Jubilon,
nhưng AP đã làm với một sự tinh tế và khéo léo bậc nhất, với một bộ vỏ mỏng tuyệt vời mà cho tới nay nhiều mẫu chưa thể đạt tới được. Những thứ tiên phong luôn không phải hoàn hảo, nhưng đạt đến tầm tiên phong tuyệt vời như Audemars Piguet thì đó là một điều cực hiếm trong giới đồng hồ.